Theo các chuyên gia, do tình trạng khô hạn vì hiện tượng El Nino và các đập thủy điện tích nước, mưa ít, khiến mực nước sông Mekong tiếp tục duy trì mức rất thấp. Điều này dẫn đến nguy cơ cao năm nay mất mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long. Điều này cũng tác động lớn đến nguồn lợi thủy sản và nguồn nước phục vụ trồng trọt cũng như lượng phù sa cát về đồng bằng. Theo dự án giám sát hoạt động thủy điện Mekong, lượng nước ít dẫn tới mực nước trên toàn tuyến sông Mekong đang ở mức rất thấp so với trung bình nhiều năm. Viễn quét thủy lợi miền Nam cho biết. Theo dự báo của Trung tâm Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, trong tuần tới, lượng mưa trên lưu vực hạ lưu sông Mekong Công ở mức trung bình và có xu thế giảm. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 25 mm, một số nơi trên khu vực Thượng Lưu và Trung Lào không mưa. Riêng vùng đồng bằng sông Kiều Long, lượng mưa phổ biến ở mức cao từ 90 đến 120 mm và có xu hướng giảm. Theo các chuyên gia, việc không có nước sẽ dẫn đến nguy cơ mất mùa nước nổi trong năm nay cũng như hạn mặn gây gắt trong mùa khô sắp tới, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cả nuôi trồng thủy sản đặc biệt sẽ thiếu lượng phù sa và cát về đồng bằng sông Cửu Long, dẫn đến nhiều nguy cơ lớn khác như sạt lở bờ sông, bờ biển và sụt lún mặt đất.